Đại tướng Phan Văn Giang, công nghiệp quốc phòng nước ta tự chủ rất cao. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết nước ta đã sản xuất được những loại áo giáp chỉ nặng bằng một nửa các loại áo giáp trước đó phải nhập của các nước tiên tiến. Chiều 30 tháng 5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Phát biểu giải trình sau đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết chúng ta tính tự chủ rất cao. Theo ông Giang, trước đây nước ta phải nhập khẩu rất nhiều loại, kể cả áo giáp cho cá nhân. Nhưng bây giờ công nghiệp quốc phòng của nước ta đã sản xuất được những áo giáp cá nhân chỉ nặng bằng một nửa các loại áo giáp phải nhập của các nước tiên tiến trước đó. Trong phần thảo luận, các đại biểu nêu rất nhiều về các loại thiết bị bay không người lái, UAV, có loại cự ly bay xa đến hàng nghìn km, rất nhiều nước dùng. Đại tướng Phan Văn Giang cho hay từ thời đánh Mỹ, máy bay không người lái đã có rồi. Trước đây, UAV bay về mới biết được kết quả. Nhưng hiện nay, UAV bay đến đâu biết kết quả, điều chỉnh nhiệm vụ đến đấy và UAV không dùng hệ thống GPS nữa. Việc này có nghĩa từ vệ tinh dẫn xuống để điều khiển cho nên ra đã không phát hiện được. Bài toán này không dễ và chúng ta cũng đang nghiên cứu và đã bước đầu có những thành công nhất định, ông Giang cho hay. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, việc chế tạo các sản phẩm này, UAV làm đi, làm lại nhiều lần. Tính rủi ro cao nhưng kết quả không như mong đợi. Nếu sử dụng ngân sách theo quy trình của việc sử dụng ngân sách nhà nước cũng có những trường hợp không đáp ứng được tính thời sự của nhiệm vụ quân sự. Quốc phòng và độ bảo mật cũng hạn chế hơn rất nhiều. Do vậy, học tập các nước phát triển công nghiệp trên thế giới, dự luật có quy định về quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh để khi cần có thể sử dụng được ngay. Đánh giá về quỹ này, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, việc thành lập quỹ quốc phòng an ninh là rất cần thiết nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hoặc nghiên cứu phát triển sản phẩm quốc phòng, an ninh mà các sản phẩm này có tính mới và cũng có tính rủi ro rất cao. Lấy ví dụ, ông Giang cho biết trước ngày 24 tháng 2 năm 2022, nhiều nước và cả Việt Nam nghiên cứu giáp phản ứng nổ cho các loại xe quân sự, xe chiến đấu để hạn chế khả năng bị đối phương tiêu diệt. Nhưng sau ngày 24 tháng 2 năm 2022, việc này thất bại nếu đeo thêm giáp vừa hạn chế di chuyển, vừa không có giá trị việc hạn chế bị tiêu diệt. Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết nghị quyết của Bộ Chính trị nói về phát triển công nghiệp quốc phòng đã xác định công nghiệp quốc phòng là ngành đặc thù, phải được chăm lo, xây dựng và phát triển theo một cơ chế đặc thù. Do vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị quy định giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và hơn nữa là giao cho Chính phủ quy định chi tiết những điều cụ thể này. Về cơ chế, chính sách đặc thù đối với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo ông Giang cần xác định công nghiệp quốc phòng an ninh là tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Trên thế giới, những tiên tiến trong khoa học công nghệ đều dành cho công nghiệp quốc phòng an ninh. Để rút ngắn thời gian thực hiện các đề tài sớm đưa vào thực tiễn, cần phải giao nhiệm vụ xuyên suốt. Từ khi có đề tài này cho đến khi hoàn thành đề tài, sản xuất ra, thử nghiệm, lại nghiệm thu, kiểm tra nên phải mang tính đồng bộ. Ổn định cao mới đưa vào sản xuất hàng loạt và mới đưa vào trang bị cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu hay dự trữ cho chiến đấu. Quy trình này rất dài và cần phải có bảo hộ về quyền tác giả, quyền sở hữu và được trích lại những phần lợi nhuận để tiếp tục nghiên cứu tiếp. Ông Giang nhấn mạnh. Đại tướng Phan Văn Giang không thể đấu thầu lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh. Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết lĩnh vực công nghiệp quốc phòng có rất nhiều sản phẩm khác nhau. Có những sản phẩm có khi chỉ vài chục tỷ, cho nên không thể nhiều nhà máy, nhiều cơ sở sản xuất đạt được. Chỉ một nhà máy, một cơ sở làm, cơ sở nào mang tính chuyên dụng rất cao, rất sâu nên buộc phải chỉ định cho cơ sở đó sản xuất. Không thể đấu thầu với cơ sở khác được.